cho con nhuộm tóc nhé. Tất nhiên là không. Lớn con không lấy chồng con ở với bố. Ai Phương con? Ai Phương con? Cả đời à? Đây là Thu bảo là mai Thu cô Su là nói thế nào nó theo Thu à? Bảo là con thấy hợp lý mà. Con thấy hợp lý mà. Bởi thương bố nhất trong... nhà. Ôi con nhụn trong cô nào dám lấy con đâu? Câu đấy không thuyết phục cả Thư nữa xuống nói. Cháu nói cái gì nhỉ? Trong chưa? À, Thư nói cái gì nào? Nói lại là chú nghe nào. Cơ một con nhân. Nói to lên nào. Ok, một đứa là ở lên lúc lấy chồng, một đứa là ở lên lúc con không lấy chồng luôn. Từ lúc test xong. Nghĩa là hết năm nay thôi. Test xong rồi con chuyển trường được. Test xong con học dưới kia nhưng mà con ở với bố. Được. Bố đồng ý chưa? Chốt từng người một. Thì giờ chuyển các học ở đây luôn. Học dưới cái kẻ dưới kia bây giờ lên đây. Đang đang để nghe bóng thì cái bóng nó sẽ là chốt từng người một đã. Bóng thì nói rồi. Thư nói rồi. Bóng nói đi. Nói rồi mà. Nghe bóng nghe đâu giờ thì nghe lại nào. Bóng này, cháu nói lại một câu này. Bố hãy suy nghĩ, đừng để con thay đổi suy nghĩ, thay đổi ý kiến. Nói nào bố không nghe không giờ cũng bị lấn lấn tai, cũng không tập trung. Con nói như nào thì con thì nói như thế nào. Con ở với bố, con không đi lấy chồng. Mày nghe tôi tôn, con nghe tôi tôn nước suối gì? Thế là con không lấy chồng à? Yeah. Con bố nghe rồi. Con nhuộm chồng, con đứa nào dám lấy con đâu? Nhuộm nó phai mà. À rồi. Bố từ đang lấy chồng với tự nhiên sao cũng phải. Thế bây giờ chú thêm một câu nữa, nó nói câu này mà bố đồng ý luôn. Nói to. Còn tôi bóng là Thư thì nó bảo là nếu mà bố đi con nhuộm thì con ở với bố rồi là con cho bố lấy vợ, còn không con cho bố lấy vợ. Con đồng ý cho bố lấy vợ. Thế con bây giờ con hỏi ý bố là sao? Giờ ý bố ra thủy vợ cho bố. Nói như nào bố chẳng nghe rõ gì cả. Giờ ý bố như nào? Con nói lại như nào bố chẳng nghe rõ gì cả. Ơ, tao bố sao đấy? Nói thế, gọi là tập trung. Con nói lại một câu đi cho nó nhanh. Rồi. To là rõ này. Không, bác đùa với bác không. Hôm trước thì khác, hôm sau thì khác, hôm này cũng khác. Tôi bay 15 tuổi ấy, tao ở đây tuổi ấy, họ bảo tao. Con sẽ giúp bố lấy vợ. Thế con có ở bố không? Có. Trẻ quá không được con ạ. Tức là vừa lấy vợ vừa ở cùng với bố. Ở bố luôn đúng không? Yeah. Rõ kìa. Bắt đầu từ khi nào? Tê. Có hầu hay cơ. Bảo bác có 10. Nhanh trả lời nhanh. Có học hết cấp 2. Ôi giời, hết cấp 2 lớp 9. Xa lắm, 3 năm nữa. Nồng lắm. Học hết cấp 2 là xa lắm, 3 năm nữa rồi. Thế vẫn còn lung linh. Em chơi lâu lắm. Không, để bố còn suy nghĩ đi nha. Bây giờ cho nói một câu là nếu mà hôm nay trong 5 phút nữa bố không suy nghĩ là con thay đổi ý kiến. Chốt ngay và luôn, chỉ có cái bây giờ chốt ngay và luôn, không bao giờ có cơ hội được con ạ. Con này nó thác rồi, nó thác hết câu 2 là nó hết lớp 9, lâu lắm. Và cô này thì bảo là hết xong rồi đi luôn. Thế là con suy nghĩ ra để con xem con nên ở ngươi thì mới
Thế là bây giờ như này ý bố này, con làm đấy bố sẽ đồng ý làm gì là hết năm nay và hết năm nay hết học thì hai học hết cuối năm này thì về đây ở nhé. Trường luôn. Ừ, trường luôn, bên đây ở luôn. Ok. Ok. Bây giờ đồng ý thì bắt tay. Ở là ở, cô cũng như chú lụa luôn, đúng không? Ok. Ok không? Ok. Nhà chú lụa. Bắt tay. Tuyến. Bắt tay là Hoàng, này bắt tay. Yeah. Rồi, con bóng, Thư. Thư, đồng ý không nào? Tay kia, hai tay kia. Một tay đứa này, một tay đứa kia, chéo tay, đúng rồi. Đã bao giờ, bao giờ? Bao giờ? Khi nào mà con phải hố? Hết hôm nay đúng không? Đúng không? Sao? Con giống nó. Ở trên này chú nhé. Đúng không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Ok. Bây giờ từ từ. Hai đứa thơm vào má bố. Không, cháu không có ý được. Thơm tóc. Thơm gió được không? Không. Thơm tóc. Chứ ôm bố một cái. Bây giờ bỏ ra cọ nè. Nào, bóng. Bóng. Nhanh 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 nhanh. Con, dò xong đã, việc cậu chưa nhanh cao kịp. Rồi. 1, 2, 3, chốt. Không cổ thôi, có gì đâu. Đấy. Ok, đấy. Đúng là con gái rượu. Bác Tuấn đây, bác phải nói là đúng là con gái của ta. Đúng là con của ta. Bây giờ con đứng đâu mà con gái rượu. Chốt nha. Thế là có đồng ý cho hai cô làm luôn, theo tí nhá. Yeah. Quẩy cho anh em ơi!